Rồi, xin chào tất cả anh chị em. Cái clip này tôi xin giới thiệu với mọi người cách sử dụng cây đàn Casio có số hiệu là CTK480. Đây là một cây đàn chính hãng khá là đẹp của Nhật. Đó, rất là đẹp, có tai phone, có pin. Pin thì là pin 3A. Nguồn điện thì là 9V. Ok mọi người. Cây đàn này thì loa của nó thì là left right. Âm thanh của nó rất là hay. Nó có 100 tiếng, 50 điệu và 20 song banh. Nói chung là một cây đàn rất là đầy đủ. Rất là đầy đủ để học tập và chơi. Giao diện thì là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tại vì có nhiều cây nội địa Nhật thì giao diện nó toàn là chữ Nhật. Nhưng tuy nhiên thì sử dụng cũng rất là dễ dàng. Ok, bây giờ tôi sẽ đi giới thiệu qua là như vậy thôi. Màn hình của nó đây nhá. Tôi sẽ đi hướng dẫn mọi người cách sử dụng cây đàn này. Nó chỉ có vài nút chức năng thôi. Cho nên là cũng rất là nhanh thôi. Ok mọi người. Tôi đã ghim điện rồi. Bây giờ tôi bật lên này. Cái chế độ đây là nút power và kiêm nút power là nút mode, là nút set chế độ để mà ta chơi. Nó đang off thì đàn đang tắt. Ok, bây giờ tôi gạt lên nấc đầu tiên. Nó có 3 nấc nha mọi người. Neumann, Casio, Chor và Finger. Ok, ta sẽ đi từng nấc một. Ta bật lên nấc đầu tiên là nấc Neumann. Rồi, đàn đã bật đèn sáng. Màn hình thì cũng đã lên. Màn hình LED chữ rất là sáng. Ok mọi người, bây giờ trước lúc mà đi giới thiệu của các chế độ chơi thì tôi sẽ nói trước quy chuẩn chung một chiếc cây organ Casio là từ khi mà ta chơi điệu á, là từ phím pha này, phím pha này kéo dài hết về sau là nơi để mình bấm hợp âm để chơi điệu. Ok mọi người. Đó, tôi nói trước là vậy, tại vì chút nữa khi mà ta vào set chế độ chơi điệu tôi không có phải nói lại nữa. Thì từ phím pha này nhá. Đó, mọi người thấy chữ cho này, nó ký hiệu, nó ghi rõ ở đàn này này. Đó là từ phím pha này kéo hết về sau là nơi để bấm điệu hợp âm đó. Đó, ta chơi điệu gì, ta chơi hợp âm gì ta cứ bấm ở trong phạm vi từ phím pha này trở về đây. Ok, rồi. Nấc đầu tiên là nấc Neumann. Neumann này là gì? Neumann này là chế độ solo. Chế độ solo là sao? Nghĩa là 61 bàn phím này sẽ chỉ chơi một thứ tiếng thôi, nó không liên quan đến chơi điệu, không liên quan đến chơi organ. Ví dụ là để ta lấy tiếng piano, để tập piano hàng ngày, nó không cần. Nghĩa là cái đàn này nó tiện dụng là vừa tập organ vừa tập được piano, hai cái riêng biệt được luôn. Tất nhiên là organ với piano nó cũng đều liên quan tới nhau vì phải luyện ngón, đúng không? Đó, thì đó là như vậy. Thì ví dụ như kiểu tôi đang ở chế độ Neumann này nhá, và mặc định của cái đàn này khi mà bật lên nó là tiếng piano, mọi người nghe này. Ok anh chị em, tất cả 61 phím này là tiếng piano hết. Đó, để em ta tập luyện piano mỗi ngày này. Ok, ví dụ là như vậy, hoặc là ta đệm hát cho nhau nghe. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Đừng là áng mây trôi trên bầu trời, rồi một mình chơi với em. Ok, nó là như vậy. Đó, mọi người hàng ngày tập piano thì mọi người bật lên cái chế độ Neumann này nhá. Hoặc là đệm hát piano cho nhau nghe. Đó là không liên quan tới chơi điệu, không liên quan đến chống bát, thì là cái chế độ Neumann này. Mọi người có thể lấy trong 100 tôn này, 100 tiếng này. Đó có thể mọi người lấy piano grand hay là mọi người lấy piano điện, hoặc là mọi người có thể lấy tiếng guitar. Đó là mọi người tập, mọi người đệm hát cho nhau nghe thôi. Ok, đó là cái chế độ Neumann. Chế độ Casio Chor, gạt lên nước thứ hai là chế độ Casio Chor. Casio Chor là gì? Casio Chor là cách bấm hợp âm của đàn Casio. Nghĩa là cái hãng Casio này nó sản xuất ra, nó đã sáng tạo ra một cách bấm hợp âm gọi là riêng của đàn Casio này. Đó, cái cách bấm hợp âm này nó cũng nhiều tài liệu ở trong sách vở nó cũng đã nói, mọi anh chị em mình có thể tham khảo thêm từ các sách về hướng dẫn chơi organ của đàn Casio, cách bấm hợp âm của đàn Casio. Cái đàn Casio cho này ấy, ví dụ như là đây, như vừa rồi tôi nói từ nốt pha cho đến bên này là nơi bấm hợp âm nhá. Đó, ta bấm một nốt nó kêu. Ok mọi người, thì bấm một nốt này thì nó kêu cho tượng trưng cho một hợp âm, ví dụ như kiểu đô trưởng. Ok, lúc này nếu mà là đô thứ thì sao, thì ta phải cộng thêm nốt đô thăng này, bấm cùng nhau ra đô thứ. Ok, nó là đô thứ đúng không? Rê trưởng, rê thứ. Đó là cái cách bấm hợp âm của đàn Casio. Đó, qua clip này tôi không thể nói rõ hơn được, tại vì nó liên quan đến vấn đề giáo trình học rồi. Cái này tôi chỉ hướng dẫn sử dụng đàn thôi. Ok mọi người có thời gian mọi người nghiên cứu thêm nhé. Rồi, còn cái nấc cuối cùng trên cùng này, gạt lên trên cùng này, gọi là cái nấc finger nhé. Finger này là cách bấm hợp âm chung của tất cả các loại đàn, như là Casio, Yamaha, Roland hay Korg, hay là Alesis, hay là một loại số đàn gì đó. Thì cái cách bấm finger này là cách bấm thông dụng nhất, và hầu như là ai cũng phải biết bấm cái cách bấm này. Cách bấm finger là sao? Có lẽ như các bạn mà đã biết nhạc lý và đã biết qua về âm nhạc thì có thể là tôi không nói, nhưng mà tôi sẽ giải thích sơ qua cho những người mà chưa từng học nhạc thôi. Cái bấm finger là gì? Ví dụ là một hợp âm nó được cấu tạo lên bằng ba nốt nhạc vang lên cùng lúc. Ví dụ như kiểu hợp âm đô trưởng thì nó là đô mi son. Đô mi son. Ok, bấm cùng lúc. Đây là hợp âm đô trưởng. Đó, vậy thì cái chế độ finger này thì ta phải bấm đủ ba nốt nó mới vang lên một hợp âm. Đó. Ví dụ ta bấm một nốt nó không kêu, hai nốt nó không kêu, đủ ba nốt. Ok, nó mới kêu. Thì đó, thì khi mà ta đệm đàn á, ta đệm mà chơi organ á, thì là ta phải đệm mà mỗi hợp âm ta phải bấm 3 nốt nhá. Ví dụ như vậy, ok, là ta chơi thôi nhá. Đó, thì thông dụng nhất là cái finger rest là mọi người chơi hàng ngày này. Mọi người có thời gian mọi người tìm hiểu thêm cái thằng Casio Chor này, cũng rất là hay nhá. Rồi ok, tôi đã giới thiệu qua cái nút mode này, để tôi nói kỹ hơn một chút để cho anh chị em biết đường để mà set cái chế độ chơi cho mình phù hợp. Ok, rồi đây là volume to nhỏ tổng của đàn nhá. Đó, nó nhỏ xíu này, to hết cỡ này.
nước 9 là to nhất. Ok, ta để khoảng nước 6, nước 7 thôi. Nước 5 cũng được. Là chơi vừa rồi. Ok, hai cái nút vàng này là nút để chơi điệu. Nút start stop là nút mở trống này. Mở trống và tắt trống. Ok, tắt, mở. À, cái nút bên cạnh này là nút xin cho. Xin cho là gì? À, xin cho là chế độ chờ. Khi mà ta ấn vô đây, tôi đã ấn rồi nhá, là nó chờ mình bấm một hợp âm bất kỳ nào ở phía này thì nó sẽ vào luôn cả trống và điệu. Đấy, nghe này. Đó. Đó, mọi người thấy không? Đó, ấn vô đây này. Đó, là kêu à. Để cái gì chế độ chờ là gì? Ví dụ ta đánh một câu mồi xong rồi ta vào đầu tăng, ví dụ như kiểu. Đó, mọi người hiểu không? Đơn giản có như vậy thôi. À, cái nút xin cho này nó kèm theo đó là fill in là dồn trống. Dồn này. Ok mọi người, đó khi mọi người chuyển từ đoạn này qua đoạn này mọi người ấn dồn trống. Rồi, tempo là hai cái nút xanh ở ngoài này là tempo này là nhanh chậm nhá. Tăng lên này. Đó, người thấy số nhảy. Đó, nhanh tới đâu luôn. Rồi, giảm này. Đó, rất là chậm luôn. Còn mọi người muốn trở về tempo mặc định thì mọi người ấn hai nút này nhá. Đó, nó sẽ trở về tempo mặc định của cái điệu này là 108. Ok, đơn giản vậy thôi. Rồi, tiếp giờ tôi sẽ chỉ mọi người cách chọn tiếng. À, cái dãy phím vàng này là dãy số từ 0 đến 9 để ta chọn số. Đó, những cái số tiếng ở trên này. Tiếng với điệu với lại song banh như này ta chọn số. Còn bên cạnh cái phím vàng là bên cạnh cái dãy phím vàng này nó có bốn cái nút. À, cái nút này này. Cái nút này này là nút tone. Ở dưới nút tone là nút rim. Nút tone này là chọn tiếng này, khi ta ấn vô đây. Ấn vào nút tone. 00 là cái tiếng mặc định piano. Bật đàn lên nó là tiếng 00 rồi đúng không? Rồi bây giờ ta đi chọn một tiếng khác đi, tiếng harmonica đi. À, đây là 19. Ok, tiếng rất là hay. À, ta chọn thử một tiếng khác đi, là tiếng trumpet đi, 40. 40. Ok, rất hay đúng không? Ok, chọn tiếng chỉ có như vậy thôi. À, mọi người xem 100 tiếng ở trên này, mọi người thích tiếng gì thì mọi người chọn thôi. Đơn giản là như vậy. Rồi, giờ tôi chỉ cho mọi người cách chọn điệu này. Ấn xuống dưới nút tone là nút rim này. Ấn vô thì tất nhiên điệu mặc định của nó khi mà bật đàn lên nó là 00. Là cái điệu mình nghe đó. Đó, thì mọi người nhớ nhá, khi mà chọn điệu mọi người nhớ gạt lên fingerret này nhá, nút trên cùng này, cái nấc mốt này gạt lên. Đó, người ấn vào phím chờ, rồi mọi người ấn đại một hợp âm nào đó như đô trưởng này. Ok. Rồi, bắt đầu ta đi chọn điệu này. Điệu 01. To to tí cho nó. 02. À, nhầm. To tí. Rồi, 02. Rất hay. 03. 04. Rất hay ha. 05. Rất hay. 06. 07. Ok mọi người. Chọn điệu chỉ có như vậy thôi. Đó, chọn tiếng và chọn điệu. Vừa rồi là mình lấy tiếng kèn đúng không? Tiếng chọn tiếng là mình chọn tiếng kèn là 40. Rồi mình đánh thử bài xem nó ra gì không? Tôi nốt phím chờ này. Nghe này. Ok, đơn giản là chỉ có như vậy thôi, chọn tiếng, chọn điệu và chơi. Đó là một cái đàn âm thanh nó rất là hay. Đó, sao tiếng của nó cũng rất là hay. Rồi, bây giờ tôi chỉ thêm mọi người chế độ, một chế độ cuối cùng. Đó là một chế độ giải trí rất là hay. Cái đàn này có 20 song banh. Song banh của nó đây, chúng ta ấn vào nút này, có chữ song banh màu hồng như này, ấn vào nút này. Mặc định song banh của nó là hiện giờ đang là bài số 00. Đó, ta chọn một trong mấy bài này. Rồi bây giờ ta bật start stop đây nhá. Vô. Đó, hay ạ. Mọi người nghe nhé. Ok, nó bắt mình tập đánh thuộc cái giai điệu đó. Đó, khi ta đánh thuộc giai điệu đó là ta tắt cái melody đi, là ta chơi. Ví dụ như kiểu này nhé, mọi người nghe này. Cái melody on off đây này. Đó, tắt melody đi rồi, bật melody này. Tắt melody. Tắt melody đi, nghĩa là mọi người phải đánh thuộc lòng cái melody đó, luyện tập hàng ngày. Đó là mọi người thuộc hết cái melody đó, rồi mọi người đánh tắt cái giai điệu này, melody on off này, tắt gì đó mình sẽ đánh cái giai điệu trên cái nền beat này. Ok, cái song banh này nó giúp cho chúng ta thứ nhất là giải trí, thứ hai có bài mẫu để chúng ta luyện tập phản xạ tốt hơn trong âm nhạc, rồi luyện ngón tốt hơn, nó giúp chúng ta kiên trì hơn. Và khi mà các bạn đã chơi được khoảng 20 cái bài song banh mẫu của đàn này rồi thì lúc đấy các bạn chắc là ngón đàn của các bạn nó cũng khá lên rất là nhiều rồi. Đó, nó vừa giúp giải trí, nó vừa giúp chúng ta học tập rất là tốt. Ok mọi người, cái đàn này chung quy lại nó chỉ có đơn giản là như vậy thôi. Một cái đàn rất là hay, rất là đơn giản và đầy đủ chức năng để chúng ta học tập organ cũng như học piano.
đó để chúng ta giải trí. Đó, cảm ơn mọi người đã coi clip hướng dẫn sử dụng cái đàn Casio CTK480 này. Chúc cho anh chị em có thời gian học đàn thật tốt và vui vẻ giải trí âm nhạc mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã coi clip này, xin cảm ơn rất nhiều.